Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị MV Aquista Crush 1-2020 chuẩn bị ra mắt thị trường vào tháng 6 năm 2020. Thương hiệu MV Aquista của Ý đang chuẩn bị bàn giao những cái chiếc Crush 1-2020 cho những khách hàng đầu tiên. Sau lần ra mắt đầu tiên vào cuối năm là 2019 tại cái triển lãm ESMA Show. Nhưng vì gặp cái đại dịch Covid-19 nên việc giao xe bị trì hoãn trong quá trình sản xuất. Và thông tin mà mình mới tham khảo được thì trong tháng 6 năm 2020 đã sẽ bắt đầu giao xe đến tay những khách hàng đầu tiên. MV Aquista Crush 1-2020 hoàn toàn mới được coi là một cái chiếc Super Nugger trong cùng khúc với Ducati Streetfighter V4 2020 và Kawasaki Z2 2020 đã vừa được ra mắt trước đó. Nhưng có vẻ Crush 1-2020 sẽ có một thế mạnh khác về mặt thiết kế và hiệu năng, được coi là tạo ra một cái xu hướng mới cho những người yêu thích thương hiệu đến từ Ý. Cái mẫu xe này thích hợp với những tính năng nổi bật như cả cái công nghệ MotoGP và Hummler, bao gồm có động cơ 1000cc 4 xanh cùng với cái sự sắp xếp van hướng tầm cho phép công suất đa rơi vào khoảng 208 hp. Ngoài ra, MV Aquista còn có một cái bộ phụ kiện Crush Racing Kit giúp tăng thêm lực chiếc xe này lên thành là 212 hp. Các yếu tố khác khiến nhiều người phải để ý đến cái chiếc Crush 1-2020 đó chính là nhiều chi tiết được tạo từ vật liệu titanium như là ốp đùi hoặc các bộ phận khác đến từ carbon. Điều này khiến chiếc xe chỉ nặng 184 kg, trong khi những tính năng cao cấp gồm có như 4 chế độ lái riêng biệt, 8 cấp độ kiểm soát hành trình và có thể tự điều chỉnh chống trượt bánh khi tăng ga đột ngột, chống bó cứng phanh ABS, hệ thống Twister hỗ trợ sang và chuyển số cực kỳ mượt mà. Hệ thống treo của cái chiếc MV Aquista Crush 1-2020 bao gồm những trang bị thương hiệu đình đám nổi tiếng như Hollin, bao gồm như phục của Mix, bao gồm như cái cặp phục của NX ở phía trước và cái giảm sóc TTX ở phía sau. Bên cạnh đó, hệ thống Smart EC đem đến các điều chỉnh điện tử mới với 3 chế độ tự động và 3 chế độ thủ công. Hệ thống phanh của MV Aquista Crush 1-2020 được có một nguồn gốc đến từ hãng Brembo với cặp phanh đĩa là 320mm ở phía trước. Và trong cái tháng 6 năm 2020, MV Aquista Crush 1-2020 sẽ được giao cho những khách hàng đã đặt hàng trước đó, giới hạn chỉ đúng 300 xe. Thì mức giá bán chính hãng thì vẫn chưa được phía nhà máy công bố thời điểm hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu thích tiếp nhớ like, share, subscribe.